Viện sử Toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Trận Thị Nại năm 1801 là một trong những trận thủy chiến dữ dội nhất trong lịch sử phong kiến nước ta, là trận đánh mang tầm quyết định tới chiến tranh Nguyễn Tây Sơn. Ở trận chiến này, thủy quân Tây Sơn vẫn được đánh giá là vượt trội hoàn toàn so với nhà Nguyễn, nhưng điều không ngờ rằng chiến thắng lại thuộc về nhà Nguyễn. Và chính vì vậy, nguyên nhân khiến nhà Tây Sơn bại trong trận này gây nhiều tranh cãi. Kết quả của nó đã xoay chuyển toàn bộ cục diện chiến trường sang chiều hướng có lợi cho Nguyễn Ánh và đẩy nhanh hơn quá trình sụp đổ hoàn toàn của triều đại nhà Tây Sơn sau khi người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ qua đời. Hãy cùng Việt Sử Toàn thư phân tích những diễn biến chi tiết để tìm ra nguyên nhân bại trận của nhà Tây Sơn. Trước đó đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube Việt Sử Toàn thư. Đầm Thị Nại. Đầm Thị Nại có tên chữ là Hải Hạc Đàm. Đó là cách gọi tắt của một địa danh chàm, nguyên gốc tiếng Phạn là Kri Vinaya, đã được phiên âm qua tiếng Hán thành Thị Lị Bị Nại. Người Hoa gọi cảng này là Tân Châu. Đây là một đầm nước mặn nằm phía đông bắc, thuộc địa phận thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, huyện Phù Cát thuộc tỉnh Bình Định. Có diện tích khoảng 5.000 hecta, chạy dài hơn 10 cây số, bề rộng khoảng 4 cây số. Thị Nại là đầm lớn nhất của Bình Định. Các nhánh của sông Côn, sông Hà Thanh đều chảy về đây. Phù sa bồi tụ dần theo năm tháng, khiến cho đầm mỗi ngày một đầy thêm. Khi nước triều lên thì mặt đầm nước mênh mông, vào những hôm trời gió, sóng dập dờn như mặt biển. Có những lúc triều xuống, nước rút cạn, để trơ lòng đầm, sình lầy lai láng. Nước đầm thông với biển bằng một cửa hẹp có tên là cửa giả. Trong tiếng Việt cổ, giả là biển, mà sau này người ta quen gọi là cửa Thị Nại. Và trước khi xảy ra trận thủy chiến dữ dội này, thủy quân của chúa Nguyễn Phúc Ánh đã kéo đến giao tranh với quân Tây Sơn tại Thị Nại vào những năm Nhâm Tý 1792, Quý Sửu 1793 và Kỷ Mùi 1799. Nhưng cả ba trận đánh đều có quy mô nhỏ hơn và không mang tính quyết định. Đôi bên chuẩn bị năm Canh Thân 1800, các thủ lĩnh Tây Sơn lẫn chúa Nguyễn đều tăng cường binh lực. Lực lượng không cân xứng 2.000 với 300. Năm Canh Thân 1800, các thủ lĩnh Tây Sơn lẫn chúa Nguyễn đều tăng cường binh lực. Lược kể theo sách Việt Sử Tân Biên, khi ấy thành Bình Định bị quân Tây Sơn uy hiếp rõ rệt. Võ Tánh, tướng chúa Nguyễn, chỉ còn biết cố thủ ngoài cửa Thị Nại. Phía Tây Sơn cho bố phòng cẩn thận, bên chúa Nguyễn để hoàng tử Cảnh ở lại giữa Sài Côn. Chúa Nguyễn Phúc Ánh cùng thái tử Hy Tráo Riết chuẩn bị chiến dịch Bắc Tiến. Cùng theo dự trận còn có ba sĩ quan người Pháp là Venier, tên Việt là Nguyễn Văn Chấn, điều khiển tàu Phượng Ly; Chanier, Nguyễn Văn Thắng, điều khiển tàu Phong Phi; và De Forsan, Lê Văn Lăng, điều khiển tàu Bằng Phi. Thời ấy, thủy quân đã tạo nên sức mạnh giúp Tây Sơn hùng bá thiên hạ. Các tướng của Tây Sơn đều có tên là Đô Đốc, là tên gọi thuộc về thủy binh. Đầm Thị Nại có cửa hẹp thông ra biển, là nơi thủy quân Tây Sơn chọn làm đại bản doanh, tập trung hết sức mạnh thủy quân Tây Sơn. Tình hình ở thành Bình Định ngày càng nguy cấp. Chúa Nguyễn Phúc Ánh cùng thái tử Hy động viên khoảng 300 chiến thuyền, trong đó có 4 chiến hạm cỡ lớn, còn lại tàu cỡ trung, nhỏ tiến đánh cửa Thị Nại, quyết phá thế vây khốn Bình Định. Mặc dù nếu so sánh về tương quan lực lượng phòng thủ và tấn công, thì thế Tây Sơn vượt trội hoàn toàn, ngay cả sĩ quan người Pháp bên cạnh chúa Nguyễn cũng phải thừa nhận. Trước đây, chưa trông thấy địch Tây Sơn, tôi có ý khinh thường, nhưng bây giờ mới biết là mình lầm. Thực vậy, quân của Tây Sơn đã là một phòng tuyến không sao vượt được, trích thư sĩ quan Pháp viết gửi về nước. Theo các nguồn tài liệu, ước tính toàn bộ lực lượng thủy quân Tây Sơn đóng giữ ở cửa Thị Nại lên đến 2.000 chiến thuyền lớn nhỏ. Trong đó, nhiều chiến hạm khổng lồ trang bị hàng chục khẩu lớn. Trong bức thư đề ngày 11 tháng 4 năm 1801, Baridi, cố vấn người Pháp của Nguyễn Ánh, gửi cho Lê Tôn Đan viết về trận hải chiến cảng Thị Nại xảy ra trước đó 2 tháng, có đoạn thống kê khá chi tiết về thủy quân Tây Sơn. Quân lực địch do Đô Đốc Thiếu Phó Võ Văn Dũng chỉ huy gồm 9 tàu loại 66 đại bác, mỗi tàu 700 thủy binh; 5 tàu loại 50 đại bác, mỗi tàu 600 thủy binh; 40 tàu loại 16 đại bác, mỗi tàu 200 thủy binh; 93 thuyền chiến loại 1 đại bác lớn, 150 thủy binh; 300 xuồng gắn pháo loại 50 thủy binh; 100 tàu buồm kiểu đằng trong loại 70 thủy binh. Trong một đoạn khác, Baridi cho biết Tây Sơn còn 4.800 thuyền vận tải nữa đậu trong cảng.
Rõ ràng, dù là 2.000 hay 500 hay 4.800 thì sức mạnh của thủy quân Tây Sơn riêng tại thị này vượt xa thủy quân nhà Nguyễn. Đội tàu Tây Sơn dàn hàng dọc cửa biển dựa vào thế núi non bao quanh tạo nên tường thành vững chắc chưa từng thấy, bất khả xâm phạm. Mặc dù quân Nguyễn đã được chuẩn bị kỹ càng và đông đảo như vậy nhưng vẫn không giải vây cho thành Bình Định được. Quân thế của Võ Tánh ở đây mỗi ngày mỗi nguy. Viện quân bằng bộ binh, thủy quân mấy phen tấn công vào thị nại đều vô hiệu. Sử gia Trần Trọng Kim kể: Nguyễn Vương được tin quân Tây Sơn ta vây thành Bình Định, liền cử đại binh ra cứu viện, sai Nguyễn Văn Thành đem Lê Chất, Nguyễn Đình Đắc, Trường Tiến Bảo chia ra làm ba đạo ra đánh lấy Đồn Hội An ở Phú Yên, rồi kéo ra đánh ở thị Giả thuộc Bình Định. Nguyễn Vương đem thủy binh ra đến Quy Nhơn, đóng thuyền ở ngoài cửa thị nại. Bây giờ, quân đội của Nguyễn Văn Thành và quân thủy của Nguyễn Vương không thông được với nhau, cho nên sự cứu viện không có công hiệu gì cả. Trích thêm thư của sĩ quan General gửi cho Parisi: Trước đây, chưa thấy địch Tây Sơn, tôi có ý khinh thường, nhưng bây giờ mới biết là mình lầm. Thật vậy, quân của Tây Sơn đã là một phòng tuyến không sao vượt được. Bây giờ thời tiết lại xấu, binh sĩ lại bệnh tật nhiều. Lính Gia Định và Cao Miên phải trở về nguyên quán. Những quân tướng về hàng trước đây trở lại với chủ cũ, tình thế thật nguy vô cùng. Không giải tỏa nổi thành Bình Định, tình trạng này kéo dài luôn một năm khiến chú Nguyễn vô cùng bực tức. Thế mà chuyện khó tin lại xảy ra, chỉ trong một đêm, toàn bộ thủy quân Tây Sơn thảm bại hoàn toàn. Quân Nguyễn đánh cửa đầm thị nại. Nếu trận xích bích thời Tam Quốc, Chu Du phải trông chờ đến gió đông để thiêu cháy các chiến thuyền của Tào Tháo, thì quân nhà Nguyễn cũng phải chờ đến khi gió nam và thủy triều dâng lên mới bắt đầu tiến đánh. Đầu tháng Giêng năm Tân Dậu 1801, do nam thổi mạnh, quân nhà Nguyễn lên kế hoạch tiến đánh. Đầm thị nại có cửa hẹp được trang bị trận địa pháo ở hai bên. Để tiến vào trong đầm, quân Nguyễn phải tiêu diệt trận địa pháo này, đồng thời cho đội quân tiên phong vào trước. Quân tiên phong của nhà Nguyễn đã bắt các thuyền tuần tra Tây Sơn phía ngoài để lấy thông tin và mật lệnh. Sau đó cho 18 thuyền chất đầy hỏa khí do Nguyễn Văn Trương và Tống Phước Lương chỉ huy giả làm quân Tây Sơn dùng mật lệnh lấy được vượt qua các cửa kiểm soát đi vào bên trong. Đêm rằm tháng Giêng năm Tân Dậu 1801, tại cửa đầm thị nại phía bên trái, Lê Văn Duyệt cho một cánh quân gồm 26 tàu Kelly bắn vào các tháp canh và ụ pháo quân Tây Sơn tại pháo đài canh giữ cửa. Sau khi phá hủy hết các ụ pháo, thì nhóm 1.200 quân với súng trường gắn lưỡi lê đánh phá hủy hết những gì còn lại. Phía bên phải, một cánh quân đổ bộ lên núi Tam Hòa tấn công trận địa pháo ở đây. Tuy nhiên, cánh quân này gặp phải chuyến lũy kiên cố của quân Tây Sơn nên thất bại và bị thiệt hại nặng nề. Vũ Văn Dũng phía Tây Sơn biết tin liền cho 30 tàu chiến tiếp ứng cho quân canh cửa vào đầm thị nại ở Bãi Nhạn. 30 tàu quân Tây Sơn nhắm vào 26 tàu Kelly của quân Nguyễn tấn công. Nguyễn Phúc Ánh lệnh cho tướng quân Võ Diên Nguy được quân tiên phong tiếp ứng, đồng thời cánh quân bên trái cũng nhắm vào tàu chiến quân Tây Sơn mà bắn. 30 tàu chiến Tây Sơn bị chặn đứng và lần lượt bị tiêu diệt. Trận thị nại năm 1801 là trận thủy chiến dữ dội nhất, trận Thư Hùng quyết định, đáng được gọi là võ công đệ nhất trong thời Trung Hưng của nhà Nguyễn. Trận chiến xảy ra nơi đầm thị nại, trận xích bích diễn ra vào thời Tam Quốc, được xem là kinh điển của việc dùng hỏa công cho thủy chiến. Vào đầu thế kỷ thứ 19 thì ở Đại Việt cũng xuất hiện một trận đánh kinh điển như vậy, chính là trận đầm thị nại. Dù quân số tham gia ít hơn nhưng mức độ khốc liệt không hề thua kém. Quân số hai bên tham gia cuộc chiến này nhỏ hơn trận xích bích nhiều, nhưng đây là một trận hỏa công quyết định sự thành bại của hai bên. Mức độ ác liệt và gay cấn cũng không khác gì so với trận xích bích thời Tam Quốc. Đừng bỏ qua những diễn biến quan trọng tiếp theo ở phần sau của video và hãy luôn ủng hộ chúng tôi bằng việc nhấn đăng ký kênh YouTube Việt Sử Toàn Thư. Tổng tấn công. Lúc này, pháo đài phòng thủ bên trái của quân Tây Sơn bị đánh bại, nhưng trận địa pháo của quân Tây Sơn bên phải có nhiệm vụ giữ cửa đầm. Sau khi đánh bại quân đổ bộ nhà Nguyễn, vẫn sẵn sàng nhả đạn nếu quân Nguyễn tiến vào trong đầm. Dù thế, tướng quân Võ Diên Nguy vẫn chỉ huy đội tiên phong tấn công thẳng vào trong đầm. Phía sau, thủy quân Nguyễn Phúc Ánh cũng tổng tấn công vào đầm thị nại. Trận địa pháo của quân Tây Sơn trên núi Tam Hòa nhả đạn liên hồi. Phía trong đầm ba chiến hạm Định Quốc Đại Hiệu với 60 khẩu đại bác mỗi chiếc liên tục nhả đạn. Các chiếc thuyền khác của Tây Sơn cũng bắn liên tục vào quân Nguyễn. Tiếng đại bác gầm vang như xé trời, đạn bay ầm ầm thật kinh hãi. Tướng quân Võ Diên Nguy trúng đạn tử trận tại chỗ. Quân Nguyễn sợ hãi dừng lại định rút về. Lúc này tướng quân Lê Văn Duyệt cũng đã lên tiếng, liền thúc quân xông pha lửa đạn tiến lên.
quân Tây Sơn từ tác chiến hạm và đồn lũy xung quanh nhất loạt nổ súng vào Vương Nguyễn mà bắn. Cuộc chiến hai bên lúc đó thật kinh hoàng. Khi Thiên Thời đứng về nhà Nguyễn, Nguyễn Phúc Ánh thấy diễn biến bất lợi, binh sĩ tử trận nhiều, liền cho người đến gặp Lê Văn Duyệt, lệnh lui binh để bảo toàn lực lượng. Thế nhưng, lúc này gió Nam thổi rất to và thủy triều lên mạnh chạy vào trong đầm. Đây là lợi thế rất lớn cho bên tấn công. Lê Văn Duyệt không muốn bỏ mất thời cơ nên quyết định không nghe theo lệnh mà tiếp tục lệnh cho toàn quân tiến lên. Nhìn thấy quân mình vẫn tấn công, Nguyễn Phúc Ánh bất ngờ vì không nghĩ rằng Lê Văn Duyệt có thể làm trái lệnh của mình. Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần duy nhất Lê Văn Duyệt làm trái với chủ tướng. Gió to cộng với thủy triều lên, nước tràn vào trong đầm cuốn theo các tàu quân Nguyễn tiến rất nhanh. Lúc này, Lê Văn Duyệt cùng 60 tàu chiến tiếp cận 3 chiến hạm Định Quốc Đại Hiệu. Các chiến hạm này vốn là niềm kiêu hãnh và tự hào của quân Tây Sơn. Lê Văn Duyệt lệnh cho quân dùng thuốc hỏa chiến, lợi dụng chiều gió phóng thẳng vào chiến hạm Định Quốc của Tây Sơn. Lửa bén vào chiến hạm cháy phần phật, lại có thêm sức gió nên nhanh chóng cháy lan sang chiếc bên cạnh. Quân Tây Sơn cố gắng nhưng không sao dập tắt lửa kịp. 3 chiến hạm Định Quốc bốc cháy và chìm dần xuống đầm thị này. Lúc này, 18 thuyền của quân Nguyễn cải trang thành thuyền quân Tây Sơn đã lọt vào trong đầm nước đó, cũng dùng hỏa công tấn công các tàu Tây Sơn. Đô đốc Trà chỉ huy quân Tây Sơn chống cự nhưng bị tử trận tại chỗ, hậu quân Tây Sơn bị rối loạn. Thị nại bỗng chốc biến thành biển lửa, do nam khiến lửa bốc rất nhanh, các chuyến thuyền của Tây Sơn neo gần nhau nên cứ cháy hết chiếc này đến chiếc khác. Lửa bốc to, cháy khắp đất trời, các tàu chiến của Tây Sơn cái thì nổ, cái thì chìm. Khung cảnh như tái hiện lại trận Xích Bích thời Tam Quốc xưa kia. Lúc này ở trong thị nại 18 thuyền cải trang thành quân Tây Sơn của Nguyễn Văn Trương, Tổng Phước Lương bị bao vây. Nhưng Trương và Lương phá được vòng vây, chạy lại phía cửa đầm cùng quân của Lê Văn Duyệt, cho quân đổ bộ lên núi Tam Hòa để đánh trận địa pháo tại đây. Quân Tây Sơn tại đây thấy các tàu chiến cháy cả nên bị tấn công thì bỏ cả dinh trại mà chạy. Vũ Văn Dũng thua trận, liền cùng khoảng 4.000 quân còn lại chạy lên bờ, tập hợp cùng quân Trần Quang Diệu vây thành Quy Nhơn. Kết thúc trận chiến, quân Nguyễn thắng trận nhưng có 4.000 quân cùng thủy sư đô đốc Võ Duy Nghi tử trận. Phía quân Tây Sơn mất 20.000 quân, 1.800 tàu chiến, 600 đại bác đủ cỡ. Sau trận chiến, quân Nguyễn đã vớt được 500 đại bác cùng nhiều loại vũ khí khác. Thất bại này khiến sức mạnh thủy binh của Tây Sơn hầu như bị tiêu diệt. Các chiến thuyền của quân Nguyễn đã đi lại tự do, khống chế hoàn toàn đường thủy. Sau trận chiến này, quân Nguyễn đánh chiếm kinh thành Phú Xuân và sang năm 1802 thì Tây Sơn chính thức sụp đổ. Kết quả của trận thủy chiến thị nại. Theo Việt sử Tân Biên thì đến 4 giờ sáng hôm sau, tức ngày 16 tháng Giêng, các chiến hạm của Phú Xuân đều ra tro, thuyền lớn thuyền nhỏ đến quá trưa mới tắt lửa. Tính ra, quân Nguyễn chết mất 4.000, trong số đó có tướng Võ Duy Nguy và vài tướng lĩnh khác, quân Tây Sơn thiệt hại tới 20.000. và mất hết cả hải đội hùng mạnh. Thuyền bơm bị tiêu diệt 1.800 chiếc, 600 khẩu đại bác đủ cỡ và nhiều quân nhu, vũ khí vàng bạc của binh tướng Tây Sơn rơi xuống đáy biển hết. Tuy nhiên, ghi những thiệt hại trên, tác giả có kèm theo lời bình. Con số này do sử Pháp chép theo sử ta, sử nhà Nguyễn thường hay tự đề cao bản triều, nên chỉ có thể tin rằng quân Nguyễn thắng mà thôi. Sau trận thủy chiến, quét xong thủy quân Tây Sơn ở thị nại, nhưng lúc này thành Bình Định mỗi ngày mỗi kiệt quệ. Chúa Nguyễn ra lệnh cho Võ Tánh và Ngô Tùng Châu bí mật trốn ra khỏi thành. Nhưng Võ Tánh biên thư từ chối. Tinh binh của Tây Sơn ở Quy Nhơn cả, nên lợi dụng lúc này đánh Phú Xuân thì lợi hơn. Chúa Nguyễn liền để Nguyễn Văn Thành ở lại đánh nhau với Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng, cùng đặt một phần quân lực ở giữa thị nại. Ngày 5 tháng 6 năm 1801, Chúa Nguyễn dẫn tàu thuyền ra khỏi thị nại, tập hợp quân với Nguyễn Văn Trương tiến ra Phú Xuân. Trận thị nại năm 1801 là trận thủy chiến lớn nhất nơi đầm thị nại. Từ đấy quân nhà Nguyễn giữ vững vùng biển chiến lược này. Thời Pháp thuộc, Tường Xuyên, một bút hiệu của Quách Tấn có bài thơ hoài cổ. Thị nại xưa kia vũng chiến trường, nổi chìm thế sự mấy triệu vương. Nồng mây nghi ngút nơi binh giữ, biển trắng chưa tan bọt máu hường. Nhạn lãnh sóng vần gương đế bá, phương mai trừng đắp vết tang thương. Bùi ngùi ngắm cảnh quay trông lại, lớp lớp xe ai rộn phố phường. Thị nại, trận Xích Bích của người Việt. Trận thủy chiến thị nại có rất nhiều điểm tương đồng với một trận thủy chiến nổi tiếng khác diễn ra trước đó 16 thế kỷ. Đó là trận Xích Bích ở cuối thời Đông Hán bên Trung Quốc.
Xét về tính chất, cả hai trận đánh đều diễn ra trong các cuộc nội chiến giành quyền làm chủ đất nước. Nếu trận Xích Bích diễn ra là cuộc đối đầu giữa thế lực của Tào Tháo, nhân danh nghĩa triều đình và liên quân Tôn Quyền, Lưu Bị trong bối cảnh Trung Quốc đang bị chia rẽ bởi tình trạng cát cứ của các chư hầu, thì trận Thị Nại là cuộc đọ sức giữa triều đại Tây Sơn và Chu Nguyễn. Hai thế lực hùng mạnh còn tồn tại sau hàng thế kỷ nội chiến ở nước Việt. Cả hai trận đánh đều diễn ra trên sông nước với quy mô rất lớn, quy tụ hầu như toàn bộ lực lượng của thủy quân của các bên tham chiến. Đây đều là những trận chiến chiến lược mà bên nào thua sẽ mất hoàn toàn quyền kiểm soát mặt trận đường thủy về lâu dài, kéo theo sự thay đổi toàn diện cuộc chiến. Ở trận Xích Bích, sau trận thua thảm khốc trước liên quân Tôn Quyền, Lưu Bị Tào Tháo không bao giờ khôi phục được sức mạnh thủy binh để đánh bại đối thủ của mình. Kết quả của trận Xích Bích đã định hình cho thế chân vạc thời Tam Quốc của ba nước Tào, Ngụy, Thục Hán, Đông Ngô. Đây là một trận đấu đánh có ý nghĩa lớn trong lịch sử Trung Quốc. Với thất bại ở trận Thị Nại, thủy quân Tây Sơn hầu như đã sụp đổ hoàn toàn. Kể từ đó, nhà Nguyễn nắm giữ quyền kiểm soát vùng biển, gần như tất cả tàu có thể tự do đi lại mà không chịu sự đe dọa của quân Tây Sơn. Trận Thị Nại đã làm xoay chuyển cục diện chiến sự, giúp cho việc kết thúc chiến tranh nhanh hơn. Sau trận đánh này, Nguyễn Ánh liên tiếp giành chiến thắng và nắm quyền kiểm soát toàn bộ đất nước. Điều đặc biệt khiến cuộc chiến ở Đầm Thị Nại giống trận Xích Bích là ở chiến thuật mà nhà Nguyễn đã sử dụng để giành chiến thắng. Đó chính là chiến thuật hỏa công dựa vào hướng gió, được thực hiện bởi lối đánh tập kích thọc sâu bất ngờ, làm đối phương không kịp trở tay. Trong trận Xích Bích, phe liên quân đã dùng kế trá hàng để dẫn một đội thuyền chất đầy vật liệu dễ cháy cùng ngòi nổ đột nhập sâu vào căn cứ quân địch. Khi đội hàng binh đến giữa sông thì các con thuyền được châm lửa và theo gió lao thẳng vào hạm đội của Tào Tháo. Do gió lớn và bị xích vào nhau, hạm đội khổng lồ này nhanh chóng bị thiêu ra tro. Trong trận Thị Nại, đoàn thuyền ngụy trang của quân Nguyễn đã luồn sâu vào đội hình hạm đội Tây Sơn, khiến hoạt động của hạm đội này bị rối loạn. Khi dính đòn hỏa công từ hạm đội chủ lực của Chúa Nguyễn, các chiến thuyền Tây Sơn chỉ còn biết chống cự trong tuyệt vọng. Cũng như trận Xích Bích, những làn gió thiên thời đóng vai trò then chốt trong chiến thắng của nhà Nguyễn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Việt Sử Toàn Thư.